Đức Tiến xin chào mọi người đã trở lại với chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm trên kênh radio Đồng Ca Nhỏ của Đức Tiến. Và ngày hôm nay Tiến xin phép được giới thiệu với tất cả mọi người một cái nhạc khúc của nhạc sĩ Trịnh Gia Kiệt, là một người anh, một người bạn thân quen cũng đã hơn 10 năm với lại Tiến. Nhạc sĩ Trịnh Gia Kiệt, để giới thiệu đôi nét về anh thì anh là một trong những người thuộc rất là nhiều những bài hát, và đặc biệt là anh sở hữu một giọng ca nghe rất là da diết và cũng có những lúc nghe rất là ai oán. Nhạc sĩ Trịnh Gia Kiệt thì anh viết rất là nhiều những thể loại phong phú. Tuy nhiên vào cái giai đoạn năm 2010 thì anh bắt đầu chuyển hẳn sang cái dòng nhạc bolero, và có thể anh là một trong những người tiên phong dự báo cho cái việc là bolero sẽ trở lại ở Sài Gòn một cách mạnh mẽ. Và quả thực ít năm sau đó, ít thời gian sau đó thì dòng nhạc bolero đã thực sự bùng phát trên các kênh truyền thông tại Việt Nam. Nhạc sĩ Trịnh Gia Kiệt có nhiều ca viên cũng như là có những người hát những cái ca khúc của mình và ra album nhiều cho những cái người ca sĩ đó. Đó chính là những cái người ca sĩ mà có thể là nói tên mọi người sẽ biết, như là Dương Quốc Hưng hay là nữ ca sĩ Hồng Mơ hay là Đoàn Minh, vân vân. Thì cái hành trình tuổi nghề của anh cũng là một người có thâm niên trong nghệ thuật. Với tôi thì anh nhạc sĩ Trịnh Gia Kiệt là một người anh, cũng giống như là một người anh trong gia đình. Anh có những cái góp ý cũng như là những cái chia sẻ về chuyên môn cũng như là trong cuộc sống cũng tận tâm, và đôi lúc nhiều khi cũng có chút gọi là bảo thủ của người xưa. Nhưng mà đó, khi mà chúng ta hiểu ra thì đó cũng là một trong những cái nét đặc trưng của người Việt Nam, như là một cái cách nào đó, nó là cái mắt xích trong cái tình thân. Ngày hôm nay cái ca khúc mà nhạc sĩ Trịnh Gia Kiệt gửi đến tất cả mọi người là một cái ca khúc có tựa đề Đại Dịch Corona. Ca khúc này là một trong những ca khúc được anh sáng tác ở một nơi xa Sài Gòn, nghe nói là ở Lâm Đồng, và sau đó được hòa âm rồi anh thu lại bằng điện thoại ở một cái nơi xa xôi như vậy, và đã được sự hỗ trợ của những anh em nghệ sĩ khác mix rồi đăng lên trên nền tảng YouTube cũng như là Facebook. Thì khi nghe qua ca khúc này thì mình thấy đây là một ca khúc thực sự là rất dễ đi vào lòng người, bởi vì cái sự rung cảm trong cái ngữ nhạc của nó rất chân phương và cũng lại rất là mang tính hiện tại và thời sự. Có những câu như Sài Gòn là cái nơi miền đất hứa, nhưng mà bây giờ thì người ta ra đi, chỉ còn lại những bóng những hình, rồi chỉ còn lại những cái số phận người trong cái vòng tử sinh. Đây là một ca khúc hay. Khi tôi nghe ca khúc này và tôi đã ngỏ ý với là nhạc sĩ Trịnh Gia Kiệt là em muốn lấy ca khúc này để giới thiệu với tất cả mọi người trên cái kênh radio Đồng Ca Nhỏ của mình, để giới thiệu cho mọi người cùng nghe và chia sẻ, để có những cái giây phút âm nhạc lắng đọng và chia sẻ những cái nỗi đau mất mát. Thì anh đã đồng ý ngay, và ngày hôm nay Tiến giới thiệu lên đây cho tất cả mọi người để mọi người cùng chia sẻ với tiếng hát của anh và với ca khúc do chính anh sáng tác. Sau đây mời mọi người cùng nghe ca khúc Đại Dịch Corona. Xin chân thành cảm ơn, và khi nghe xong mọi người nhớ nhấn nút subscribe đăng ký.
cô Zona đã tràn lan phố chợ hoang tàn. Người nhà mà xa cách nhau, tình người càng thêm đớn đau. Phút biệt ly không một câu chào, nghẹn ngào trong đau thương, sớ sẻ chia lương thực đóng đầy. Tình người càng thêm thắm sâu, khổ nàng càng thêm quý nhau. Miễn khi đói bằng gối khi no, Sài Gòn ơi, nơi niềm tin đất hứa hôm nào, nay vĩnh biệt nhau chưa kịp câu chào. Người nhìn người chua xót đơn đau, còn đây những bóng những hình, những con người chung vòng tư sinh. Đại dịch Corona đã tràn lan phố chợ hoang tàn. Người nhà mà xa cách nhau, tình người càng thêm đớn đau. Phút biệt ly không một câu chào, nghẹn ngào trong đau thương, sớ sẻ chia lương thực đóng đầy. Tình người càng thêm thắm sâu, khổ nàng càng thêm quý nhau. Miễn khi đói bằng gối khi no, Sài Gòn ơi, nơi niềm tin đất hứa hôm nào, nay vĩnh biệt nhau chưa kịp câu chào. Người nhìn người chua xót đơn đau, Sài Gòn ơi, giang vòng tay chan chứa ân tình. Như vẫn còn đây những bóng những hình, những con người chung vòng tư sinh. Sài Gòn ơi, nơi niềm tin đất hứa hôm nào, nay bên biệt nhau chưa kịp câu chào. Người nhìn người chua xót đớn đau, Sài Gòn ơi, giang vòng tay chan chứa ân tình. Như vẫn còn đây những bóng những hình, những con người chung vòng tư sinh.